Tiếp tục chương trình với những thông tin trong nước đáng chú ý khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành dữ dội và số người mắc đã tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Và nhằm hạn chế nguy cơ sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng thì Ủy ban nhân dân thành phố đã kêu gọi tất cả người dân là chung tay chống dịch. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tháng 8, tổng số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận từ các cơ sở trên địa bàn đã lên tới là 6.104 trường hợp. Và dự báo thì bệnh đang có chiều hướng tiếp tục tăng trong tháng 8 và tháng 9. Sốt xuất huyết hiện đã ghi nhận ở tất cả các quận huyện, trong đó điểm nóng của dịch đang tập trung ở các quận 8, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp. Theo nhận định của Trung tâm Y tế dự phòng, khu vực Nam Bộ đang đi sâu vào mùa mưa và đây là thời điểm thuận lợi cho các yếu tố nguy cơ sốt xuất huyết phát triển mạnh và lây lan trên diện rộng. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành y tế quyết liệt triển khai phòng chống sốt xuất huyết từ nay cho đến cuối năm nhằm giảm số người mắc, số người chết, giảm ổ dịch, khống chế không để xảy ra dịch lớn đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng. Các bệnh viện phải chuẩn bị đủ cơ sở thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị cho bệnh nhân khi dịch bùng phát. Và trong nửa cuối tháng 8 thì ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi, tuyên truyền kiến thức về phòng chống sốt xuất huyết cho cộng đồng tại tất cả các phường xã.